những ngôi sao vắng mặt ở đội tuyển Anh. Huấn luyện viên Gareth Southgate đã công bố danh sách 28 cầu thủ tập trung tuyển Anh chuẩn bị cho loạt trận ở UEFA Nations League vào cuối tháng. Đáng chú ý trong đó có một số ngôi sao đang có phong độ tốt vắng mặt ở đợt tập trung này. Manchester United có 3 cầu thủ được gọi lên tuyển gồm trung vệ Harry Maguire, hậu vệ trái Luke Shaw và thủ môn Dean Henderson. Maguire và Shaw đều chỉ là phương án dự bị trong đội hình Man United mùa này, còn thủ môn Dean Henderson có phong độ tốt nhưng lại đang thi đấu dưới dạng cho mượn ở Nottingham Forest. Manchester City cũng đóng góp tới 5 cái tên gồm hai hậu vệ John Stones, Kyle Walker, tiền vệ Calvin Phillips và hai tiền đạo Jack Grealish, Phil Foden. Trong đó Jack Grealish đang có phong độ thấp, Calvin Phillips chưa thực sự hòa nhập lối chơi của Man City, những cái tên còn lại thì đang có phong độ ổn định. Sự vắng mặt của gia đông Sancho và Marcus Rashford để lại nhiều tiếc nuối. Cả hai đang đặt phong độ tốt và giúp MU có màn trở lại thăng hoa ở ngoại hạng Anh mùa này. Sancho thì bị huấn luyện viên Southgate ngó lơ, còn Rashford dính chấn thương. Một số cầu thủ đang không có phong độ lý tưởng nhưng với tôi, họ vẫn là cầu thủ quan trọng, vị thuyền trưởng của tam sư phân trần. Ngoài những quyết định gây tranh cãi, huấn luyện viên Southgate cũng đã trao cơ hội cho một số cầu thủ thi đấu ấn tượng. Ivan Toni được vinh dự lần đầu khoác áo tuyển Anh. Tiền đạo thuộc biên chế Brentford đang chơi thăng hoa với 5 bàn, 2 kiến tạo sau 6 trận mùa này. Đội tuyển Anh sẽ hội quân trước khi gặp Ý ở UEFA Nations League vào ngày 24 tháng 9, ngay sau đó 3 ngày họ quyết đấu với đội tuyển Đức. Tam sư đang đứng bét bảng A 3 với 2 điểm sau 4 trận. Nếu không thể giành kết quả tốt trước Ý và Đức, thầy trò huấn luyện viên Southgate phải xuống chơi ở Nations League B mùa tới.